thưa quý vị nhiều năm trở lại đây các làng quê ở nghệ an hà tĩnh học sinh có xu hướng học trung học phổ thông chỉ để lấy tấm bằng tốt nghiệp sau đó dễ hướng ra nước ngoài du học nghề xuất nhập khẩu thậm chí nhiều em là học sinh giỏi nhiều năm liền đội trưởng đại học tốt đầu của cả nước cũng không mặn mà với con đường học đại học mà chuyển hướng đi xuất khẩu lao động bàn sức ở nơi xứ người để kiếm tiền thực trạng này đã khiến cho nhiều vùng quê ở hà tĩnh xuất hiện cảnh phố trong làng biệt thự mọc lên khắp nơi, tuy nhiên thì làng quê lại vàng bóng sinh viên. Trước đây nhiều phụ huynh ở vùng quê Hà Tĩnh vẫn luôn nghĩ dù vất vả thế nào cũng cho con đi học đại học, bởi con và được đại học là niềm tự hào của gia đình, cả dòng họ và đó cũng là con đường duy nhất để thoát nghèo. Tuy nhiên rất nhiều sinh viên ra trường, thậm chí cầm trong tay tấm bằng đỏ vẫn không xin được việc làm. Nhiều em chật vật kiếm được việc làm nhưng không đúng chuyên ngành hoặc nếu có việc nhưng với đồng lương bèo bọt không đủ để trang trải cuộc sống nên phụ huynh thậm chí là chính các em học sinh giỏi. Đã dần thay đổi tư duy từ chối và đại học chọn con đường xuất khẩu lao động. Cụ thể trong bài viết có tiêu đề học sinh giỏi từ chối vào đại học đi xuất khẩu lao động mong đổi đời được đăng tải trên báo điện tử Việt Nam Net. Thầy Lê Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Thiện, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, trước đây học sinh của trường vào trường đại học cao đẳng chiếm số lượng lớn, đa số học sinh giỏi đều lựa chọn vào các trường đại học tốt đầu để học tập. Tuy nhiên hiện nay số lượng đã có phần dịch chuyển, nhiều học sinh giỏi xuất sắc không thi đại học mà chuyển hướng xuất khẩu lao động hoặc vừa học vừa làm ở nước ngoài. Thầy Nam cho biết năm học vừa qua nhà trường có hai học sinh đạt giải nhất môn địa lý, các em nằm trong đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia nhưng từ chối tham gia vào đội dự tuyển để ôn luyện. Thầy Nam nói thêm. Hai học sinh này ngoài giành giải nhất cấp tỉnh môn địa lý, các em còn là học sinh giỏi toàn diện. Chia sẻ lý do với thầy giáo, các em nói rằng mục tiêu chỉ học hết lớp 12, lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và không thi vào đại học. Các em dành thời gian để học tiếng Nhật, tiếng Hàn và các kỹ năng nghề phù hợp với bản thân để đi xuất khẩu lao động. Nhiều hiệu trường của trường trung học phổ thông ở Hà Tĩnh cũng chia sẻ hiện nay học sinh có định hướng rất thực tế các em có quan điểm rõ ràng đi học đại học chưa chắc để xin được việc làm vì vậy không chỉ học sinh có lực học trung bình mà cả rất nhiều em học lực giỏi đi học chỉ để lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông sau đó chọn con đường xuất ngoại gia đình chị nguyễn thị hoa chú ở thôn bắc hải xã thạch hải huyện thạch hà có năm người con học lực khá giỏi, tuy nhiên không ai lựa chọn đi học đại học. Thay vào đó các em học hết trung học phổ thông rồi ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Hiện nay ba người con gái của gia đình chị Hoa đi xuất khẩu lao động ở thị trường Nhật Bản, còn con trai út sinh năm 2003 đang học tiếng để đi Hàn Quốc. Chị Hoa nói có nhiều trường hợp ở xã đi học đại học nhưng bạn không xin được việc làm, phải vào các tỉnh phía Nam làm công nhân hoặc đi xuất khẩu lao động nên gia đình và các con không chọn thi vào đại học cao đẳng mà quyết định đi xuất khẩu lao động. Số các cháu đều học sinh giỏi. Em Hoàng Thị Tê sinh năm 2000, con gái thứ tư của gia đình chị Hoa, có năng lực học tập tốt, hoạt động ngoại khóa năng nổ, song em không thi đại học. Em đi xuất khẩu lao động đơn hàng thực phẩm ở Nhật Em T 12 năm liền là học sinh học giỏi toàn diện, học bạn năm lớp 12 của em. Điểm tổng kết trung bình các môn đạt 8,3 điểm, xét loại học sinh giỏi. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét là bí thư đoàn gương mẫu nhiệt tình vươn lên trong học tập. Với năng lực học tập như trên, T có nhiều cơ hội để vào học ở các trường đại học thương hiệu tốt. Tuy nhiên, em học chỉ để tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều giáo viên tiết nuối với quyết định của em. Chị Hòa chia sẻ, Đi học đại học mất thời gian hơn 4 năm và một khoản học phí không nhỏ nhưng không chắc chắn về cơ hội việc làm. Vì suy nghĩ đó các con tôi đã chọn ra nước ngoài để làm việc, có cơ hội kiếm được khoản tiền lớn. Em Nguyễn Thị Hát sinh năm 1988, chú ở thôn Bắc Hải, xã Thạch Hà, đỗ hai trường đại học tốt đầu cả nước. Được nhiều người ngưỡng mộ, song hát từ chối vào đại học sẽ hướng đi xuất ngoại du xu học nghề ở Hàn Quốc. Chị Nguyễn Thị Thu, mẹ của em hát thông tin, Hát học rất giỏi, trước đây em đỗ vào Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Ngoại thương, nhưng không theo con đường này. Hiện em học tập làm việc ở Hàn Quốc, ở mức thu thập tốt. Hàng tháng em gửi về 10 triệu đồng biểu bố mẹ. Chị Thu nói lúc đầu Hát và gia đình cũng đắn đo nhiều. Sau khi tính toán, họ nhận thấy con đường đi du học nghề ở nước ngoài vẫn còn hơn so với học đại học. Con gái tâm sự chưa từng hối hận vì quyết định của mình. Đi lao động ở nước ngoài tuy vất vả phải xa bố mẹ, nhưng đổi lại thu nhập cao. Một tháng lương con làm bên Hàn Quốc bằng bố mẹ làm cả năm. Chị Thu nói thêm ở xã cũng có rất nhiều trường hợp như em Hát, đỗ đại học nhưng theo con đường xuất khẩu lao động. Gia đình có con đi xuất khẩu lao động. Ở nước ngoài, bố mẹ có tiền tỷ gửi ngân hàng, sẽ được nhà cao tầng, càng khiến cho học sinh ở các vùng quê này không cho con đi học đại học, Sự hút đồng tiền đã khiến cho số lượng học sinh học đại học giảm, thậm chí có làng xã nhiều năm liền không có sinh viên đại học. Bộ mặt làng quê thay đổi với những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, ô tô đỗ trước ngõ từ nguồn tiền các em gửi về. Thế nhưng không phải tất cả những học sinh giỏi chuyển hướng đi xuất khẩu lao động đều kiếm được tiền tỷ nhanh chóng. Lao động ở xứ người tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bị trục xuất về nước, thậm chí em phải bỏ mạng nơi xứ người. Cuối tháng 10 năm 2019, thảm kịch 39 nạn nhân trong xe container ở Anh làm rúng động thế giới, trong đó có 5 nạn nhân Phạm Thị Trà Mờ, 26 tuổi, chú ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Trà Mờ từng theo học một trường cao đẳng, nhưng em bỏ dở để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. 3 năm sau, em mong muốn sang Anh lao động. Gia đình đưa cho người môi giới 22.000 đô la Mỹ để đưa nữ sinh vượt biên sang Anh. Những giấc mơ đổi đời đã khép lại. Khi gia đình em bàng hoàng nhận tin, con gái qua đời trong thùng container đông lạnh. Nhưng bài học đó dường như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh. Nhiều gia đình sẵn sàng vay mượn tiền tỷ để cho con thực hiện ước mơ đổi đời. Nhiều người thậm chí còn đi theo con đường bất hợp pháp bất chấp những rủi ro không có pháp luật bảo vệ. Cụ thể, trong bài viết có tiêu đề Bỏ đại học đi xuất khẩu lao động, chi tiền tỷ xuất ngoại nhận về hũ cho lạnh, được đăng tải trên báo điện tử Việt Nam Net ngày 21 tháng 6, một cán bộ thôn ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết thôn có 463 người đang lao động ở nước ngoài nhiều nhất xã, chủ yếu đi theo con đường không chính thống. Không ít em đã từ chối dù đã đỗ đại học, một số em vào đại học sau đó lại bỏ ngang. Có em đã sở hữu tấm bằng cử nhân nhưng không tìm được việc làm ở quê mà sang Mỹ, Canada. Anh, Hàn Quốc để làm việc. Nước cán bộ chia sẻ, đằng sau số tiền ngoại tệ gửi về không ít những rủi ro. Người thân của nước cán bộ thôn này cũng rơi vào tấn bi kịch mất con gái, để lại số nợ hàng trăm triệu đồng nữ cán bộ thôn kể từ năm 2019, cháu của bà Hà, đỗ ngành kế toán đại học Vinh nhưng y không theo học. Em cùng gia đình chấp nhận bỏ hơn 45.000 đô la Mỹ để sang Mỹ làm neo. Theo chỉ dẫn của người môi giới, y có visa sang Canada, đi theo diện chủ doanh nghiệp bên kia bảo lãnh, phí là 20.000 đô la Mỹ. Sau hai tháng làm việc nông nghiệp trong trang trại ở Canada, được con thông báo gia đình Y chống hết số tiền còn lại để sắp xếp cho em vượt biên từ Canada sang Mỹ bằng đường sông. Tuy nhiên, từ khi Y thông báo với người nhà đang chuẩn bị lên thuyền để sang Mỹ, gia đình đã mất liên lạc với em. Sau hai ngày ngóng chờ tin của con gái, gia đình nhận về tin giữ Y đã mất do đuối nước. Cán bộ thôn này nói, chúng tôi không biết cháu mất do bất cẩn hay bị sát hại. Gia đình liên hệ với chủ doanh nghiệp ở Canada và nhận được câu trả lời là Y tự ý bỏ việc, di chuyển sang bộ phận khác nên không chịu trách nhiệm. Có công vội tay chi hoàn trả 2.000 đô la Mỹ để gia đình đưa y về Việt Nam. Do vượt biên trái phép nên gia đình cũng không thể nhờ pháp luật của hai nước can thiệp. Thầy Nguyễn Tuấn Đê, giáo viên một trường cho học phổ thông ở Hà Tĩnh cũng thừa nhận. Không phải tất cả học sinh từ chối vào đại học, đi xuất khẩu lao động đều trở nên giàu có, nhận quả ngọt nhanh chóng. Trong đó có nhiều trường hợp bị trục xuất về nước, làm việc trái pháp luật ở nước ngoài. Em Hồ Văn Vê sinh năm 2003, trú ở huyện Thạch Hà, là một trong những học sinh xuất sắc, từng giành nhiều giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Điểm xét tuyển vào đại học đạt 27,25 điểm. Tuy nhiên, như nhiều học sinh khác ở mảnh đất này, về chọn đi du học nghề ở Hàn Quốc. Gia đình nam sinh đã bỏ ra 500 triệu đồng gồm các thủ tục giấy tờ và tiền cọc để có visa diện du học nghề ở Hàn Quốc trong 5 năm. Ngoài ra khi sang nước này, phải đã đóng thêm 100 triệu đóng học phí cho năm đầu. Với lý do đi theo học kín không có nhiều thời gian để làm thêm, trong khi chi phí trang trải cuộc sống đắt đỏ nên chỉ mới 5 tháng công ty đã bỏ học, em trốn ra nước ngoài tìm việc và trở thành lao động bất hợp pháp mới làm việc được 2 tháng một lần. Về cùng với ba người được chủ trở đi làm thì bị chính quyền sở tại bắt. Nam sinh này đã bị trục xuất về nước, làm giàu đổi đời chưa thấy 7 tháng ở Hàn Quốc, kiếm chưa đủ để trả tiền vay đi du học nghề, về đã bị trục xuất về nước mang theo một đống nợ, tự ti và để tránh những lời rèn va, em nhốt mình trong nhà nhiều tháng liền. Để giảm áp lực cho con, bố mẹ đã phải bán đất để trả nợ. Không chỉ riêng về em mà đã được chia sẻ cuộc sống ở xứ người không phải màu hồng. Có em bán sức lao động làm quần quật từ 10 đến 12 tiếng một ngày, bị chủ ngược đãi, quỵt lương, bị kỳ thị. Khi ốm đau bệnh tật, không có người thân chăm sóc. Tuy nhiên, với các bạn học sinh giỏi xuất sắc, khi đường trước lựa chọn từ bỏ đại học, đi xuất khẩu lao động, du học nghề nên cân nhắc thật kỹ, bởi con đường này cho chúng ta thu nhập lớn nhanh chóng nhưng cũng tồn tại nhiều rủi ro. Nhanh chóng nhưng cũng tồn tại nhiều rủi ro. Có các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại!